đâu. Ôi hỏi hả anh? Dạ, trời trời miệng hỏi lại, hỏi lại. Ôi dữ vậy anh. Cái càng hỏi bằng miệng ra bằng cái này chứ không phải là bóp. Ôi đặc biệt chiếc xe đạp có bàn thờ quan âm luôn. Đâu nè à, bàn thờ quan âm ở giữa luôn dữ vậy. Ơi, bình bông phía trong luôn nè. Không nhận. Vậy là cũng dẫn chân bông đầy đủ ha anh. Dạ, có dĩa trái cây nữa. Dữ dằn. Hai cây còi. Mà đặc biệt là thổi bằng miệng nha. Dữ dằn. Ơi, có cái gì? Làm sạch đường phố xuyên quốc gia luôn. Dạ, Việt Nam Campuchia. Ơi. Qua Cam được 2 ngày bị đánh rồi chạy vậy. Ủa? Sao kỳ vậy anh? Dạ, em qua bển á, người dân ở bển người ta không có hiểu mình như thế nào. Người ta tưởng là mình đang trộm. Rồi gượt đánh em chạy thấy bà luôn. Chạy về tới cửa khẩu. Xong rồi em mới qua được bên đây. Dạ tình cờ thì hôm nay bước chân đi về núi của chú anh chị. Thì đi đến huyện Châu Phú và ghé ăn cháo. Thì gặp được một chiếc xe của anh lụm ve chai Long Dịch. Mà chiếc xe này rất là lạ của chú anh chị. Và xung quanh là anh để rất là nhiều chiếc bao ngoáng như thế này. Và đặc biệt thì anh thiết kế cái mui nó giống như là một chiếc xe tải vậy của chú anh chị. Nó có ra nhiều, nó có đèn nè và có những cái kính hậu. Và trong đây thì có hoa lăng, kèn. Đây cô chú anh chị thấy là một thiết kế rất là khủng ha. Và đặc biệt thì anh ngủ ở đây luôn. Ban đêm thì anh sẽ tá túc ở đây. Và anh có chở theo một chú cúm nữa nè. Chú cúm ở đây. Đây mời cô chú anh chị cùng xem xung quanh ở đây nha. Và anh cũng đang ăn cháo ở trong. Thì ở đây là những cái vật dụng ve chai mà anh đi đường anh lụm nè. Ê, trên đây có cái đèn luôn nè. Anh có gắn hai cái đèn chớp hai bên đó nè cô chú. Quá lạ luôn. Đây nguyên cái dàn đèn chớp của anh nè. Con chào cô nha. Có lần đầu tiên ghé thấy anh này, anh ghé chiếc xe này thấy lạ ghê luôn á, nào giờ mới thấy chiếc này á. Dạ. Mà thấy anh cũng được, anh cũng có hiếu với cha mẹ. Rồi anh ghé đây ăn cháo hay gì cô? Ghé đây ăn cháo thấy anh cũng thấy thương. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Anh đang ăn cháo chồng của chú anh chị. Chúc thì mình sẽ gặp anh nha. Bây giờ mình sẽ thông quan chiếc xe của anh tí nha. Thì nơi đây nè cô chú anh chị. Nơi đây anh gắn rất là nhiều đồ luôn. Thì tí nữa mình sẽ nhờ anh hướng dẫn để mà xem các món đồ mà trên xe độc lạ nhất ở đây để mà gắn. Mình thấy có cờ luôn. Ồ quá. Camera luôn. Trời ơi dữ. Chiếc xe độc lạ cho phép mấy em được ghi hình cũng như là được trò chuyện với anh chút xíu về chiếc xe độc lạ của anh ha. Anh tên gì? Dạ Nguyễn Hữu Phúc ạ. Nguyễn Hữu Phúc. Anh tên Phúc ha. Dạ Nguyễn Hữu Phúc. Hữu Phúc. Anh Phúc là quê ở đâu mà mình chạy ngang tuyến đường này? Dạ em quê thật sự của em là ở Tịnh Biên. Rồi em làm ở trên Sài Gòn. Hồi đó thì em làm bên ngành cơ khí. Rồi từ ngày tai nạn rồi em mới chế tạo ra chiếc xe để đi chạy. Giúp đỡ cho bà con. Rồi vừa là có cuộc sống hàng ngày. Rồi anh Phúc là từ nhà của mình là Tịnh Biên chạy lên Sài Gòn hay gì? Dạ em đi về rồi, bây giờ em đi lên lại. Vậy là ở trên Sài Gòn chạy gì đây? Dạ. Bằng chiếc xe đạp này luôn. Dạ. Chèn đất ơi. Hai ngày ba đêm anh. Hai ngày ba đêm. Thấy nó cồng kềnh gì quá rồi chạy được không? Dạ nó càng nặng nó càng nhẹ anh. À. Dạ. Anh Phúc, hồi nãy anh nói là vừa lụm ve chai và vừa giúp đỡ bà con là sao anh? Có nghĩa là như mấy em học sinh đồ qua lộ này nọ, mấy chiếc cồng kềnh băng qua. Để cho mấy em đi qua. Cản ngang lộ. Cản ngang lộ. Hay vậy ta. Còn ví dụ như mà gác mà bà con để cồng kềnh quá, mình gom gọn lại mình cột lại chú bác. Trên đường đi mình vẫn gom gọn lại mình cột lại để cho cái anh mà đi lấy gác á cho nó nhẹ nhàng lại một chút. Bây giờ trước tiên mình sẽ tham quan chiếc xe của anh trước đi ha. Rồi. Anh có thể là giới thiệu từ từ. Em thấy chiếc xe của anh cồng kềnh gì và gắn nhiều cái bánh xe là tác dụng như thế nào anh? Quá nhiều rồi. Dạ hai cái bánh xe này là nó để đỡ cho mình cái độ nặng, nó chở tới 700 kg anh. 700 kg. Trời ơi dữ vậy. Dạ. Là tổng cộng là mấy bánh anh? 8 bánh. Ờ vậy chiếc xe đạp có 8 bánh xe. Dạ. Đâu mình đếm rồi.
hai cái bánh này là hai cái bánh để mà đỡ cho cái bánh đầu. Trời ơi. Khi nào mà bánh đầu mình nó có vấn đề gì á thì mình sẽ gắn thêm một bánh nữa là 8 bánh. Wow. Để mình kéo. Vậy là chiếc xe chính của nó là hai cái bánh xe đạp. Dạ. Rồi hai bánh giữa này nữa hả? Dạ, hai bánh giữa. Là bốn bánh hai bên. Bốn bánh hai bên nữa. Vậy 8 bánh. 8 bánh. Trời, lần đầu thấy xe đạp mà 8 bánh xe. Rồi những cái mà anh hàng đó là những cái anh hàng hả? Dạ, cái này là em tự làm. Rồi em thấy có cái bánh xe Sico hay gì á? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cho bánh xe Sico luôn. Dữ dằn. Xe cua nhỏ và bánh xe cua lớn hay sao? Trời ơi, dữ dằn. Ờ, có bánh lớn luôn. Bánh lớn. Rồi đã nó lủng bánh rồi mình thay luôn hả vậy? Dạ mình thay ruột. Thay ruột luôn. Dạ, tự thay có đồ nghề đầy đủ hết. Dạ. Rồi bây giờ mình đứng phía trước cả sao mình ngắm nè. Rồi cái này là càng hay gì anh? Dạ càng. Trời ơi. Dạ kêu. Dữ hả? Anh bóp coi. Đâu. Ôi, hỏi hả anh? Trời trời. Thôi miệng thôi lại. Ôi, dữ dằn. Cái càng hỏi bằng miệng ra bằng cái này. Chứ không phải là bóp. Ôi, đặc biệt chiếc xe đạp có bàn thờ quan âm luôn. Đâu? Nè. À. Bàn thờ quan âm ở giữa luôn. Dữ dằn. Trời ơi, bình bông phía trong luôn nè. Không nhận. Vậy là cũng dẫn chân bông đầy đủ ha anh. Ờ, có dĩa trái cây nữa. Dữ dằn. Hai cây còi. Mà đặc biệt là thổi bằng miệng nha. Dữ dằn. Ờ, có cái gì? Làm sạch đường phố xuyên quốc gia luôn. Dạ, Việt Nam Campuchia. Ơi. Qua Cam được 2 ngày biển đánh rồi chạy về. Ủa, sao kỳ vậy anh? Dạ, em qua bển á, người dân ở bển người ta không có hiểu mình như thế nào. Người ta tưởng là mình ăn trộm. Ôi, gượt đánh, em chạy thấy bà luôn. Chạy về tới cửa khẩu. Xong rồi em mới qua được bên đây. À. Làm sạch đường phố xuyên quốc gia Việt Nam. Trời ơi, cái này là cái gì đấy? Sao có chiếc máy bay trên đây nữa? Dạ, cái đó em tụm gắn lên chơi mà. Vậy hả? Cái trống này có gió là quay luôn ha. Dạ. À, đẹp quay luôn kìa. Rồi cái này là dường như là cái gì điện phải không? Năng lượng. Dạ, để nó hỗ trợ cho pin đó anh. Em xài tới 17 cục pin. 17 cục pin và anh xài cái pin đó cho những cái chức năng gì? Dạ, đèn chớp. Chớp tối á, mở lên. Đó là chớp. Dạ. Đều xe luôn hả? Đang cháy hả? Ờ, đúng rồi, đang cháy kìa. Đang cháy nè. Là cái này là nó đang xài năng lượng nó cháy á, chứ không có mở. Cái giá tối là mở lên đẹp. Tối là mở là mấy cái đèn trên đây cháy luôn. Dạ cháy hết toàn bộ. À, hai cái đèn này cháy luôn không? Dạ không, hai cái đèn đó thì không cháy. Ơi, camera. Có camera nữa hả? Xài được không? Dạ được. Trời ơi, chơi camera luôn. Wow, siêu. Bên đây chiếc xe đó nè. Ờ, chiếc xe gì? Xe bánh cày. Xe bánh cày gì á. Gần Tết rồi, bởi vì gắn hoa. Gắn hoa mai á. Dạ. Noel thì em gỡ xuống, như giờ Tết thì em chưa qua mai lên. Rồi cái này là cái gì anh Út? Bản gì hả? Không, cái này là để trời mưa đó anh. Em lột cái này em lọc quanh. Ờ, để nó nước nó không có vô lon. Che mưa. Dạ, nước nó vô lon thì mình cầm nó trừ. Bỏ vô lon là sao? Là anh nhặt ve chai hả? Dạ. À, vậy là mấy cái bao này anh là nhặt ve chai. Dạ. Lụm lon. Thấy kìa. Trời ơi, lon nè. Vậy là anh chạy đi nhặt ve chai. Dạ. Đi tới đâu mình lụm tới đó. Dạ. Ở Sài Gòn thì em sống bằng nghề lụm ve. Ủa, rồi cái này là anh làm cái hoa lăng luôn hả? Dạ, cái hoa lăng. Lái được không? Dạ được. Ôi ơi, giống như xe tải luôn. Trời ơi, dữ dằn. Kìa, cái chỗ ngồi của ảnh kìa. Dạ, đây là cái chỗ ngồi. Đâu anh ngồi thử coi. Tao anh lái qua lấy lại thử coi. Ờ, dữ dằn. Tao lái được kìa. Tới ngã ba ngã tư thì mình lấy còi mình thổi. Quá. Dữ dằn. Mà đi tới đâu là mình ngủ tới đó hả? Dạ, ban ngày thì em ngủ, ban đêm thì em đi suốt à. À, ban đêm thì dạ, chạy ban đi đêm suốt. Thì nó mát. Mát chạy xe ban suốt luôn. Ngủ là ngủ ở đâu? Vậy là anh ngủ trên xe luôn hả? Dạ. Trời ơi, trên xe rồi nằm từ trong cổng ra tới ngoài đây. Anh đang mở dây. Mở cái đó dây ra làm gì anh? Lấy cái miếng này xuống. Miếng chè dám ngủ ha. Cái ống bơm kìa, ống bơm anh Phúc dắt bên hông kìa. Ôi. Cái miếng này là em che từ đây qua đây. À, rồi sao nữa? Là đặt nguyên cái giường nệm rồi. Là anh nằm nằm vô đó luôn. Dài trên đây luôn. Dạ. Đây em kê em đây, rồi đưa cái đầu lên đây à. À, đâu anh có thể leo lên được không? Nằm cũng được. Anh nằm lên xe cho mình coi nè cô bác anh chị. Đó, anh nằm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là ngủ đó hả? Dạ. Anh nằm về cái là ngủ luôn đó ha. Dạ, ngủ luôn.
À. Thì mình đi tới đâu rồi mình ngã ra mình ngủ vậy. À, đọc quá. Đặc biệt cái là vô đường công an ngủ nha. Không có ngủ khơi khơi ở ngoài. Ngủ khơi khơi ở ngoài bọn ác là nó ăn trộm đồ hết à. Đúng rồi. Dạ. Ngủ ngoài là bọn ác nó lụm anh à. Dạ. Nó lại nó móc túi ra em hết trơn, không còn đồng nào quần luôn. Quần áo của anh bỏ đâu? Dạ. Quần áo anh bỏ đâu? Trong đây. À, chỉ có một bị quần áo này thôi. Dạ. Chỉ có ba bộ thôi. Ba bộ. Em vô cây xăng em tắm chặt coi hai bên. À, tắm mà giặt đồ thôi bên đó đó hả? Dạ, móc nè. Chè chỉ hai cái móc hai bộ đồ thôi. Rồi đầy mấy cái bao này là bao nhiêu ký? Dạ, nếu mà ở Sài Gòn á đầy hết 12 bao á thì em bán được 200 mấy 300 ngàn. Còn ở dưới quê mình thì không có đâu. À, cái này mới lụm chắc anh mới bán hay gì? Dạ, bán hôm qua hết rồi. Ờ, đây lụm từ dưới nhà lên chè mũ. Cái này anh làm giống như mua xe du lịch luôn ha. Có đèn nhan nữa nè, đèn sau nữa nè. Quay quay. Không nhận. Đây là những cái bao mà nhặt cho cha anh bỏ vô đây. Vậy là trung bình mà anh đựng hết chiếc xe này là bao nhiêu cái bao? Dạ, 12 bao. 12 cái bao. 12 cái bao luôn. À, đèn nhan chớp nè. Thấy không? Thấy. Đèn luôn. Quá dữ, mấy họ cục viên hỗ trợ hai bên nữa nè. Rồi cái đèn ở giữa cháy không? Dạ cháy, băng điên nó mới cháy. Băng điên cháy. Dạ. Trời ơi, chơi lịch luôn kìa. Chơi lịch đồng hồ luôn. Dữ thiệt. Đâu? Nè, đồng hồ lịch luôn. À, có lịch nữa kìa. Đồng hồ để coi giờ luôn. Giờ này là 3 giờ chiều rồi nha cô bác. Đúng quá luôn á. Quá dữ, kiến hậu luôn. Rồi cái này là ý nghĩa sao anh? Dạ. Thì đó, cái này là để em kê cái miếng giấy hồi nãy đó. Ờ kê để mình ngủ ha. Dạ. Kê cái miếng giấy ở đó đó. Kê vào đây. Còn khi nào mình mệt mỏi á mình gác chân lên đây. Dạ. Ôi ơi, có chỗ gác chân luôn. Dạ, để gác chân. Ôi ơi, phát hiện. Có con gì đây? Đại ca, đại ca. Trời ơi, con mini nữa nè, kinh quá à. Này nuôi nó mấy ngày rồi anh Phúc? Dạ, cũng mới 3 ngày nay. Kệ kệ nó uống nước kìa. Dạ. Vậy là cái em, này dành riêng cho nó đó ha. Dạ. Về quê người ta cho em đi lên Sài Gòn. Cái này là mới làm sao phải không anh Phước? Dạ đúng rồi. Khi có nó mới làm. Dạ. Trời ơi kinh cho nè. Dành riêng cho nó. Cái này nè, cái cho nó uống nước nè. Dạ cho nó uống nước. Rồi cái này là khi mưa mà anh lấy đây hả? Mưa dạ, là phủ xuống. Dạ cái này là 2 tấm bạc. Bỏ bên vậy là 2 tấm. Khi nào mà mưa á thì mình xả xuống. Ờ. Xả xuống tới đây luôn nè. Tới đó luôn ha. Dạ. Cho đừng ướt đồ. Cái mình gột lại. Là mình xả xuống nhưng mà mình vẫn chạy được. Rồi cái này là ý nghĩa sao? Nào anh. À cái này ngày xưa đi lúc mà em chưa tai nạn á, em đi làm bảo vệ rồi em giữ nó lại để gắn như đang làm kỷ niệm chơi. À, quá độc lạ. Đây là cái bằng của em. Bằng gì anh? Dạ bằng trung cấp nghề. Trung cấp nghề. Dạ, bên cơ khí. Trung cấp nghề cơ khí đấy ha. Dạ. À, đây một cái thì sao một cái? Là hai cái. Là một cái cắt làm hai. Dạ một cái cắt làm hai. À. Có nghĩa là ngày xưa là em làm bên cơ khí nông nghiệp, là em chuyên về chế tạo cho bà con mình nó khỏe lại chút xíu, nhưng mà do tai nạn rồi. Rồi anh chế chiếc xe này là bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây khoảng mười mấy tháng rồi. Mới mười mấy tháng thôi. Dạ. Rồi anh đi như vậy là tận hôm ngày đi được mấy tỉnh rồi? À, thì em mới trên Sài Gòn đi về xong bây giờ em đang đi lên lại, rồi em định qua Tết thì bắt đầu mới đi xuyên quốc gia. Xuyên quốc gia luôn. Dạ. Định qua Tết thì bắt đầu mới đi. Là đi tới ngoài, qua khỏi Hà Nội ngoài luôn. Không, Hà Nội thì em đi rồi. Đi rồi hả? Trời ơi. Dạ. Đi bằng gì? Dạ đi bằng xe này luôn. Thôi thôi. Dạ, lúc chế tạo nó xong là em đi rồi. Dạ. Là đi xuyên quốc gia rồi. Dạ, em đi Hà Nội rồi. Rồi chuẩn bị đi xuyên quốc gia. Là dạ. Tính đi nước nào anh? Dạ em chuẩn bị đi qua Cam rồi xong qua Thái Lan rồi Bình Duệ. À được rồi, em qua Cam bị ruột đánh. Cho nên bây giờ em rút kinh nghiệm rồi. Trước khi mình ba cam á thì mình phải viết những cái dòng chữ Campuchia. Ờ viết dòng chữ Campuchia lên để cho người ta hiểu. Là lúc đó anh đi là có passport không mà người ta đuổi? À, dạ không có passport. Chỉ có giấy chứng minh của mình thôi. Ờ. Dạ. Quá độc lạ. Rồi mình đi tới đâu thì mình sử dụng tiền bạc của mình bán cho trai mình sinh sống tới đó ha. Dạ. Anh Phúc xích vô đó anh Phúc cho má anh Phúc. Khi, xích như đó đi không? Khi bà con người ta không có cho, đa số thì cho thì ít, hiểu rồi. Còn ở trên Sài Gòn thì cho nhiều.
ví dụ mình đi tới đâu là tự động người ta đem ra người ta cho mình à. Rồi ở Sài Gòn thì nói chung ra thì ngày ra người ta được 200 mấy, rồi tiền từ thiện người ta cho mình nữa, thì khi ổ bánh mì ra nước suối hay là để mình sinh sống ở nước ngoài. Nói chung ở Sài Gòn này rất là dễ sống hơn, mà tại vì do điều kiện là em phải về để đốt nhang cha mẹ, cho nên em phải đi bay về. Rồi cái chuyện trời ơi, nhắc tới cha mẹ khóc được. Rồi hiện tại rồi có anh em gì ở nhà cha mẹ gì không? Ôi trời ơi, có ai lo cho cũng như là mồ mả cũng như là thắp hương khói cho cha mẹ không? Dạ có cậu. Nhưng mà bao lâu rồi không về quê mà chuyến này về thắp hương rồi sao lại nhớ dĩ dãn mà gây nước mắt vậy? Hai năm mới rồi. Được gì ơi, 2 năm rồi mới được về thắp hương cho cha mẹ. Rồi anh Phúc vợ con sao có không? Dạ vợ khác hết luôn. Bây giờ thì ở Bình Đức. Ở Bình Đức. Dạ Long Xuyên ạ. À. Bình Đức Long Xuyên. Dạ. Rồi anh dự định đi xuyên quốc gia là đi với bà xã hay sao anh? Dạ đi vợ. Qua Tết đi với vợ. Là em dạ ngồi trong đó luôn. Dạ. Bởi vì em mới chế tạo ra vậy. Là hai chồng định đi du ngoạn đó mà. Du ngoạn chơi. Du ngoạn cuối đời cho nó đỡ buồn. Chàng thôi. Hay dữ vậy. Rồi đi. Cái vậy thì cái tiền mình lụm ve chai mình buôn bán là có nhiêu thì mình xài bao nhiêu đó ha. Có nhiêu mình xài bao nhiêu. Rồi có khi nào cô bác thấy thương người ta cho mình thêm đồ ăn đồ uống gì không? Dạ có. Người ta cũng có cho có. À, cho gạo thịt gì đâu thì cho gạo rồi rồi anh lấy gì anh ăn không hả? Dạ anh đâu có nấu cơm nước gì đâu. Dạ không, nếu mà có mì gói thì mình nấu hả. À, em cũng chưa có mua mì gói. Nhưng mà có đem theo cái dụng cụ lò gì không? Dạ em có cái tô với hai cái muỗng thôi. À rồi tô, muỗng đũa. Rồi sao nấu thì mình xin nước lèo ông ta. À tới đâu rồi mình xé mì ra mình xin nước lèo ông ta mình ăn. Rồi em xin lỗi nha, chuyện hơi tế nhị nha. Ví dụ vấn đề tắm rửa thì mình vô cái dạ cây xăng anh. Cây xăng mình đi làm về đi vệ sinh hay gì cũng vô cây xăng hết để dạ. Xin người ta. Dạ không, mình cứ ghé xe vô đó là mấy anh cây xăng đó anh dòm dùm. Rồi mình vô đó mình tắm giặt xong mình thôi. Vậy là xe này mới được trên năm ha. Dạ. Lúc đầu thì em đi xe hai bánh mà nó ngã tới ngã lui hoài à. Rồi cái sẵn em có cái nghề đó rồi em làm ra đây. Rồi lúc đầu chế chiếc xe này là khoảng bao nhiêu tiền sắt? Sắt thì em mua sắt phế liệu không có nhiêu tiền hết đâu. Dạ em cân lại phế liệu không có nhiêu tiền hết, khoảng chừng triệu đổ lại à. Dạ. Lúc đầu như thế nào mà anh có cái ý định để chế một chiếc xe độc lạ như thế này? Tại vì em đã quyết định cái nghề của mình nó bệnh tật gì rồi, mình không thể nào đi làm quán hoặc là không thể nào đi làm gì khác được. Cho nên mình chỉ có quyết định là con đường đi lượm cây chai là cuối cùng nhất. Cho nên em nghĩ ra bây giờ ví dụ đi lượm cây chai mà xe hai bánh á thì nó ngã tới ngã lui. Hai nữa là chở về bán thì chở ăn đổ lại rồi. Rồi bắt đầu cái em mới suy nghĩ ra đây chế ra. Chế ra gì để chở cho nó nhiều. Thứ nhất là vừa chở nhiều mà mình vừa có chỗ ở, vừa có chỗ ngủ, không tốn tiền nhà trọ. Rồi là đó thì mình trả này xuống. Dạ. Hơn 2 tấm. Anh với một chiếc xe đạp mà anh đã thiết kế ra như thế này rồi, nếu mà lỡ Mạnh Thường Quân tặng anh chiếc xe Honda thì anh có thể thiết kế nữa không? Nếu mà tặng chiếc xe Honda thì em thấy thiết kế dữ hơn nữa không? Dạ hoành tráng hơn nữa. Tại vì em không có đủ điều kiện. Và đi xuyên quốc gia dữ hơn nữa không? Có khi em này xin lỗi thiệt nha. Ví dụ chiếc xe mà mình chế ra nhiều món nhiều đồ như thế này, có người nào mà người ta từng khen nghe anh cũng như là có cái người nào người ta từng chơi bay anh Phúc không? Dạ đa số thì 99% là người ta khen nhiều, chỉ có một vài thành phần người ta không hiểu người ta nói trời ơi chiếc xe giống cái hòm luôn. Trời ơi giống cái hòm. Dạ, có cũng có. Rồi á có người á người ta kêu em người ta nói xe gồng. Xe gồng à cũng có, nhưng mà mấy cái đó em bỏ qua ngoài lề, chủ yếu là cái mạng sống của mình thôi.
và cuộc sống của mình thôi. Miễn sao mà mình sống như thế nào, đừng bao giờ lỗi đạo với nhân dân và đừng bao giờ lỗi đạo với pháp luật. Anh Phước, chiếc xe như thế này, anh Phước kêu mình chạy cái đường á, có khi nào mà những người bên chấp pháp á, người ta nói là xe này cùng cền hay gì không? Dạ không anh, từ đó tới giờ em chế tạo ra một năm mấy rồi là đa số công an giao thông á, cho tiền em rất nhiều. Dạ, ở Sài Gòn á, nhiều người kêu em lại rồi chụp hình rồi quay phim, cũng cho tiền, cho em rất nhiều, bình công an giao thông, nói chung người ta rất hỗ trợ cho em. Tại vì cái kết cấu của mình nó chỉ có 1m2 thôi, khi mà mình chở đồ quá nhiều quá thì nó sẽ ra được 1m5 1m6, nó nhỏ hơn chiếc xe ô tô mà. Vậy là cũng bằng xe gánh gì ha? Dạ đúng rồi, cho nên là mình không có sai phạm. Dạ. Công an giao thông thì cho tiền em rất nhiều. Mấy cái này là pin ở trên tấm máy mình sạc là nó xuống đây đó ha? Dạ đúng rồi anh, giờ dắt tối bắt đầu mình mở đèn lên. Có công tắc luôn. Giờ đi gì mình cũng có thể là tuyên truyền cho mọi người để giữ sạch thành phố luôn đó. À đúng rồi, em có cái đèn hỗ trợ em khi mà dắt tối á, em gắn ở đây để cho nó sáng cái chỗ, để mà những cái chỗ mà không có đèn đường á, bắt đầu tự động nó sáng lên, tự động sáng lên để mình lượm cho chai. Bây giờ nó đang sáng trái kìa, đó thấy không, tắt rồi em đưa cái tay lên là nó sáng. Trái trắng rồi, nó tắt. Cảm ứng hả? Tại ban ngày. Dạ đúng rồi, cảm ứng. Tức là buổi tối tự nó phục sáng lên. Dạ tự nó phục sáng lên. Hay quá. Anh để chữ Việt Nam Campuchia. Việt Nam Campuchia nhưng mà bị gượt. Từng qua Campuchia bị gượt chạy. Cái này anh phải đợi tiếng Cam luôn á, người ta mới đọc có được. Có biết sao không? Theo em nghĩ nha. Anh đi qua Campuchia á, chắc người ta nghĩ anh qua bển anh lụm hết dây chai của người ta, người ta không chịu, người ta đuổi anh về. Dạ, em không biết. Tự nhiên bị gượt đánh nên em chạy vậy thôi chứ không biết. Vô mình hỏi mấy cô chút xíu thôi. Mấy cô thấy chiếc xe này của anh Phúc này sao không? Đây mấy cô cũng lại đây đó, mấy cô ngồi đây quá chịu khen. Kéo tay không cô? Quá đẹp ha. Dạ. Tiện nghi hết con, ăn ngủ trên rảnh luôn. Có luôn, lên vô thấy mặt con, lên vô thấy mặt mấy cô luôn á, thích lăng thang, bước chân ngay đó. Con là bước chân ngay đó, anh này là thích lăng thang. Mấy cô sẽ về mở lên coi. Ê, mình quay bánh xe đi. Nè, hai cái bánh xe hai bên nè cô chú. Đó, bên đây hai bánh, với một bánh chính, bánh giữa, bên kia hai bánh nữa đó. Tại vì mấy cái bao phế liệu này nó nặng á. Bởi vì ảnh đúng là ảnh chế làm bên hai bánh bự của bên kia nữa để chịu lực chiếc xe cho nó đứng. Và nãy anh nói trọng tải là bao nhiêu anh? 700 kg. 700 kg. Ừ. Chiếc xe đạp mà chở 700 kg cô chú. Nếu mà đầy bao hết luôn á, là tại vì em ở trên Sài Gòn em chở bê tông mướn cho người ta, mấy nhà giàu á kêu đi bỏ bê tông á, em chở được mười mấy bao. Vậy xe này chở bê tông mướn luôn? Dạ, ở Sài Gòn á người ta khi em chở đi bỏ em chở. Trời ơi, chở bê giống như là chở bê tông dụng đấy ha. Dạ, bê tông người ta sửa nhà đó. Chở em đi ra đi vô bỏ. Bây giờ đa nghề luôn rồi. Ở đây có bánh xì cua nè. Hai chiếc bánh xì cua. Đây là hai bánh nhỏ, còn hai bánh lớn hơn sao? Hai bánh lớn hơn sao kìa. Dạ, cấm lỏng. Những cái khung sắt hàng với nhau. Tại vì anh làm trước khi anh cấu kết đó, mình làm cái gì? Bánh ra được. Bánh bự hồi nãy em thấy rồi. Đây là bánh xì cua nè. Đây là bên trong. Rồi chừng nữa, dạ anh cái ngồi trong đây nó thấp không? Dạ không.
nó ngồi trong đó bình thường, ngồi bình thường nha, xả thấp á. Rồi trên này là khung sắt nè, thấp bạc. Đây là dây cây kèn của anh nè, ống bơm. Thấy sẽ bắt xe bơm luôn nè. À, đây là bàn thờ, một chiếc xe đạp mà rất là nhiều cái tiện dụng ở đây. À, bàn thờ Quan Âm, rồi dĩa cúng, trái cây, bình bông luôn. À, đây là cái gỗ. À, đây là những cái vỏ đồ nghề của anh. Có đồ nghề đầy đủ luôn nha. Cắt móng tay, móng chân. Đây là cái hoa lăng nè. Có lịch luôn á cô. Lịch nè. Có đồng hồ luôn. Có bàn thờ luôn nè cô. Có bàn thờ luôn nè cô. Có sợ không? Dạ. Có ra không được rồi. Niệm nó kìa. Ờ. Đây là cái thiết kế mà độc lạ nhất miền Tây nha cô chú anh chị. Đây là những cái khung mà xe đạp hàng thêm ra để mà chở được nặng 700 kg. Và đây là khung mà anh gắn bánh xe để đỡ thêm cái bánh trước nè. Khi mà cái bánh trước nó nặng thì anh sẽ đỡ lên. Và bên đây là hai bánh xe nè cô chú. Cái khung mình thiết kế vô chiếc xe đạp của mình như thế này, hàng vô đây nè. Rất là tuyệt vời nha. Quá lạ luôn. Đây cô chú anh chị cùng em nhìn lại chiếc xe nha. Xe thì có chống trống đang quay nè. Bên kia thì có cả cái đèn ấy luôn. Cái đèn kia bằng đèn gì ta? Camera, camera. Bên đây xe. Kiến hậu luôn nè. Cái đèn ở giữa kìa. Có còi luôn. Ôi, 40 kiến hậu, hai kiến hậu trên, kiến hậu dưới luôn nè. À. Đâu anh dẫn anh Phước, anh dẫn đoạn anh Phước. Để em nút chạy vòng. Ờ chạy chạy coi. Anh chạy vòng coi. Cho mấy em xem thấy ha. À. Đạp kìa, thấy đạp dây heo rồi ta. Rồi xe đang lăn bánh nha. Quá dữ. Anh đạp thấy nhẹ. À. Trời ơi, cất cây. Ông thấy anh chạy nhẹ. Trên chiếc xe mình khoảng bao nhiêu ký rồi? Mấy ký à? Mười mấy ký à? Dạ. Còn chiếc xe cái độ nặng nó, cái độ nặng nó thì em chưa. À. Có lần nào anh chở tới 600-700 kg chưa? Có rồi luôn. Bê tông. Dạ. Là anh chở anh để vị trí đâu mà chở dữ vậy? Vô bao bê tông dụng á. Rồi vô bao xong bắt đầu em lên đợi cái chỗ em bỏ. Rồi người ta cho tiền. Cái em thấy cái hoa lăng này cấp mà anh bẻ cũng dạ dễ. Lúc đầu đó là phế liệu nhiều quá em chở. Chở trên môi luôn. Ba. À. Rất là tận dụng tối đa đó. Rồi một chiếc xe đạp phải nói là một chiếc xe đạp này phải gọi là độc lạ nhất của miền Tây của chúng ta. Mà dự định của anh Út là xuyên quốc gia mà anh đã đi được xuyên Việt. Anh đã đi được nước Campuchia rồi mà đặc biệt được. Là do tiếng cam hay gì anh?
Dạ đúng rồi anh. Không biết nói. Dạ. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Ủa vậy rồi dự định đi ra nước ngoài rồi sao nói chuyện? Vợ biết. Vợ biết. Thằng ơi hay chứ hả? Ừ. Vợ thì người Cam. Vợ người Cam. Dạ, vợ người Cam Campuchia. Campuchia. Dạ. Em thì bữa đó em đi có một mình thì qua không biết gì hết, cái rượu có đánh ai biết đâu. Chạy. Rồi đó có làm khó gì mình không anh Út? Dạ không ạ. Chỉ người dân ở đó người ta không biết, người ta rượu, người ta đánh mình, người ta tưởng là mình ăn trộm. Đó. Thấy lạ nè, bao gì tùm lum hết trơn. Dạ. Thì mình về tới cửa khẩu thôi. Ê, lúc đó là chưa có vô trong. Dạ. Nằm ở ngoài đường ghe thôi. Chiếc xe lúc lắc luôn. Cô chú anh chị mình đi một vòng nữa để nhìn chiếc xe lại nha. Thì tổng quan của chiếc xe thì có kèn và có hai cái đèn hậu luôn, và có bàn thờ Quan Âm, và có kèn, và đặc biệt là chữ Việt Nam và Campuchia, và hai bên là để làm sạch đường phố xuyên quốc gia, và ở trên thì có camera luôn. Đó rất là đặc biệt ha. Và những cái bóng đèn. Và nơi đây thì anh sẽ ngủ nghỉ ở vị trí trong đó luôn, ở trong trên chiếc xe của mình luôn nha. Và anh có đeo theo một con cúm. Đây là anh gắn cờ Việt Nam của chúng ta nè. Và đây là những cái bao mà anh dùng để mà đựng những vỏ chai dọc đường mà anh lụm á cô chú anh chị. Và đây là cái bàn trung cấp nghề cơ khí của anh. Và nơi đây là những cái bóng đèn. Đây là đèn hậu sau nè. Và trên đó là đèn cũng cháy luôn nha.